Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. Today we are going to learn how to pronounce hỏa lò prison. Nhà tù hỏa lò. Nhà tù hỏa lò. Nhà tù means prison. Nhà tù hỏa lò. And now I will break the word into smaller parts. A nhà nhà u tu tù nhà tù nhà tù a hoa hoa hỏa o lo lò hỏa lò nhà tù 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 hỏa lò. Thank you for watching my video and I look forward to seeing you in the next one. Bye bye.